Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà Bếp 89. Hôm nay Bếp 89 xin giới thiệu đến quý anh chị thêm một cái dòng dao dĩa đến từ thương hiệu Duy Linh. Cái bộ này thì nó có tên là Duy Linh Nova 68 món. Bây giờ mọi người hãy đi tìm hiểu sản phẩm này cùng Bếp 89 nhé. Đây là toàn bộ đóng hộp của sản phẩm. Con này nó đóng to hơn cái dòng 60 món một chút ạ. Thông số của sản phẩm này. Nova này, mã này, 68 món này, mã code này, địa chỉ ở Đức này, duyên.com này. Con này mà mọi người đi tặng, đi biếu hay là đi mừng nhà mới thì rất là ok đấy ạ. Mọi người hãy cùng em mở hộp sản phẩm nhé. Hộp đóng khá là chắc chắn. Cái chất liệu khá là dày. Ở đây nó có một cái lớp nguyên. Đây. Đây là giới thiệu một cái set và 8 cái khác nhau. Ở đây thì nó 68 món là tức là 8 cái món nó khác với 60 cái còn lại. Ở dưới này là 11 set dao, thìa, dĩa, nĩa ngăn hoa quả nhé. Đây là toàn bộ chi tiết của bộ Duy Linh Nova 68 món nhé. Thì thực ra là cái bộ 60 món với 68 món thì nó chỉ khác nhau một chút thôi. Tức là bộ 68 món nó sẽ thêm có 8 cái chi tiết này. Cái muôi này, cái lật bánh này, và thêm mấy cái nĩa này. Đó, còn lại là nó cũng có đầy đủ 12 set. Nó có 12 cái set như thế này. Mười hai set dành cho 12 người ăn đấy. Bây giờ quý anh chị hãy cùng em đi tìm hiểu sâu hơn về thông số kỹ thuật cũng như đặc điểm nổi bật của cái dòng dao dĩa Duy Linh Nova này nhé. Bộ dao dĩa Duy Linh Nova 68 món này thì được sử dụng thép không dỉ 18/10, chất liệu là thép không dỉ 18/10, cực kỳ an toàn với sức khỏe đấy. Đây là một trong 8 cái món ngoài. Cái thìa nó khá là to hơn so với các dòng. Đây là cái lật bánh này. Đây là một cái thìa nhỏ rất là xinh. Hai cái dĩa ăn bánh ăn hoa quả này. Toàn bộ cái này thì được đánh bóng gương rất đẹp. Cầm rất là chắc chắn luôn. Đây cũng là một trong 8 món. Còn đây, từ đây đến đây là 5 cái set này là cơ bản của tất cả các bộ sóng 10 món hay 30 món. Thì nó sẽ gồm 12 set như thế này. Một cái dĩa ăn hoa quả, ăn bánh này. Dụng cũng là thép không dỉ 18/10 hết nhé. Nhưng logo rất là sắc nét này. Thìa cà phê này. Thìa ăn súp, ăn phở này. Dao bít tết này. Có răng cưa này. Dĩa này, ăn thịt này. Quá đẹp mọi người ạ. Nói chung là dao dĩa của Duy Linh thì không nói về chất lượng, độ hoàn thiện thì cực kỳ cao luôn. Bóng, con này thì an toàn với máy rửa bát nhé. Mọi người rửa bát, cho vào máy rửa bát thoải mái. Dao dĩa Duy Linh Nova này thì nó cũng chỉ khác một chút so với các dòng 60 món khác thôi. Nó cũng có 12 set dao dĩa cho 12 người ăn nhưng mà nó chỉ thêm 8 cái chi tiết ngoài này thôi. Nó cũng không khác quá nhiều và giá thành của nó thì cũng chỉ vênh chắc là độ 200-300 thôi, cũng không vênh nhiều lắm. Còn về thẩm mỹ thì tất nhiên là mỗi cái model King hay Rosland hay là Nova hay là Newcastle thì nó chỉ khác nhau một chút về kiểu dáng thôi.
còn chất lượng thép thì nó cũng xem tương đương nhau. Về cái thẩm mỹ thì mỗi người thích một cái kiểu dáng khác nhau, nên là cái này thì em cũng không có mà đánh giá quá sâu. Và đối với em thì tất cả các sản phẩm dao dĩa đến từ thương hiệu Duyên Linh thì cực kỳ đẹp và sang trọng. Nó có một cái độ bóng luôn, tạo ra một cái độ sang, và cái chất lượng thép của nó thì cực kỳ chuẩn. Cái dòng này thì bên em nhập trực tiếp từ Đức, nó đầy đủ bill mua hàng cho quý anh chị, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Cái dòng này thì bên em đang có tại cửa hàng Free Ship Nội Thành Hà Nội, ship CD toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Cam kết đây quý anh chị là hàng được mua trực tiếp tại Đức. Mọi người muốn mua hàng hay là muốn tư vấn thì có thể kích vào đường link phía dưới, hoặc là có thể inbox em qua Zalo 0985608831. Em xin chân thành cảm ơn.